Hello, xin chào cả nhà. Em có tiếp tục lên sóng ha. Nay có một cái máy cassette. Cái này là cái túi của nó luôn nha. Con này giá hơi cứng chút, 700 ngàn. Chưa bao gồm phí ship. Đựng đầy đủ đàng hoàng ha. Đó, cái túi của nó là ro gì nè, xét gì nè ha. Ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin, cực kỳ nặng nha. Con này hát băng cực tốt. Và ở đây nó có mấy cái ngõ này em không biết để làm gì nữa. Thử ao ít ra vào cũng không có biết nữa. Không ra âm thanh nữa. Hơi nhỏ mà nó nghe hát lớn lắm nhau khách. Không bởi không mẻ ha. Em mới tháo cái đít pin á. Đợi em chà, đăng con này lên chắc thế nào cũng đều đụng bản quyền. Tại vì cái này đang ca nhạc ca cổ vậy nè. Hồi lên mấy ông TikTok chứ ông YouTube mấy ông không cho đăng. Đăng đụng bản quyền không cho ông diễn. Giờ ông đâu có băng quà tấu đâu mà hát. Con nhận đồ Nhật thấy quý khách thấy có khác ha. Giờ băng đăng hoàng nha. Con này anh em cô chú nào mà ok chuyển khoản đổi bao ship nha. Đó, đầy đủ. Đó. Rồi con này là điện 7,5V 5 cục pin ha. Rồi quý khách nào mua nhớ nhắc em tặng cái chui này luôn ha. Cái chui này nè giờ xài. Cái chui dài là đầu cộng, cái chui ngắn là trừ ha. Cái dây dài ngắn nè em có để nè. Đó, dài ngắn nè. Hơn nữa em bỏ cho có bị luôn. Đấy, quý khách nào có xài lấy xài. Nè em dặn nhỏ nhất nè. Xả nè. Ủa xả như đè hay sao ta. Xả về sao nó không trò ha. Sao tới ha. Sao cái xả này là sao em không biết cái chức năng của nó là sao. Chắc có lẽ là cái dây Google quá. Mà hát là ok lắm. Rồi nguyên zin nguyên bản nha. Quý khách cô chú anh chị em nào mà thật sự có nhu cầu mua dùng xài biếu tặng hay nghiên cứu hay anh em nào có đam mê đó thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok qua số điện thoại 0939 396 480. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em ha. Dạ em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.